Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì ngày hôm nay Vương xin phép được giới thiệu bộ combo sản phẩm giá trị gia tăng cao cấp nhất của con trùng quế, đó là dịch trùng quế dành cho trồng trọt và dịch trùng quế dành cho chăn nuôi. Đây là những sản phẩm mà chúng tôi tự nghiên cứu sản xuất bằng ứng dụng enzyme cũng như là ứng dụng cái hệ vi sinh vật để cho ra cái sản phẩm dạng lỏng giàu axit amin cho cây trồng và cho vật nuôi. Đây là hai dòng sản phẩm chiết xuất từ một cái nguồn nguyên liệu đầu vào giống nhau, đó là trùng quế thịt đã được làm sạch, nhưng cái công thức sẽ khác nhau, một bên là cho cây trồng và một bên là cho vật nuôi. Cho cây trồng thì chúng tôi sẽ dựa trên nền tảng dinh dưỡng có sẵn trong trùng quế, bổ sung thêm cái trung lượng, vi lượng sắt, kẽm, magie, lưu huỳnh, canxi bo để làm sao mà có thể phun xịt cho lá hoặc là tưới gốc cho cây đều phát triển tốt và đáp ứng cái nhu cầu thúc cây bền vững, tạo hoa, chắc trái, ngọt trái, bóng đẹp và phát triển mạnh bộ rễ. Còn cái sản phẩm thứ hai, dịch trùng quế cho chăn nuôi, là chúng tôi không bổ sung bất cứ thành phần nào cả mà chúng ta thủy phân 100% từ trùng và lọc cặn, sau đó đóng chai để chúng ta có thể pha nước cho vật nuôi uống hoặc là trộn với thức ăn rau củ quả, cám bắp cho gà, cá, tôm, lươn ăn rất là hiệu quả. Thì trên tay tôi đây là sản phẩm đầu tiên, đó là dịch trùng quế dành cho cây trồng. Tất cả những cái thành phần dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng, lưu ý và cách bảo quản thì tôi có đưa hết trên cái nhãn chai, thì mọi người có thể đọc thông tin hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và một chai này chúng ta có thể pha cho từ 300 đến 600 lít nước tùy vào cái tuổi cây lớn nhỏ và phụ thuộc vào chúng ta phun xịt cho cây hoặc là tưới gốc. Nếu phun xịt cho cây thì chúng ta pha loãng, còn nếu chúng ta phun xịt tưới cho gốc thì chúng ta pha đặc hơn. Thì hướng dẫn chi tiết ở trong cái nhãn chai, và sản phẩm này có thể sử dụng cho cây rau ăn lá, cây ngắn ngày, cây công nghiệp, cây dài ngày, cây ăn quả, cây thảo dược, cây dược liệu, thậm chí trộn phôi nấm để sử dụng cũng rất là tốt nha mọi người. Đó là sản phẩm đầu tiên, đó là dịch trùng quế dành cho cây trồng. Ngoài ra thì để đáp ứng nhu cầu của những anh chị em mà trồng rau trong sân thượng hoặc là đô thị diện tích nhỏ, thì chúng tôi có đưa ra những cái chai dịch trùng nhỏ 100 ml thế này để cho chúng ta sử dụng cho tiết kiệm và hiệu quả và phù hợp hơn với quy mô nhỏ của mình. Còn đối với những trang trại lớn siêu khổng lồ vài trăm vài chục hectare thì chúng ta có thể sử dụng những cái can dịch trùng quế dung tích 30 lít để tiết kiệm chi phí hơn với chất lượng không đổi nha mọi người. Và sản phẩm dịch trùng thứ hai đó là dịch trùng quế dành cho chăn nuôi. Chúng tôi ra cái nhãn, nó màu nó sẽ khác nhau để phân biệt giữa trồng trọt và chăn nuôi. Thì dịch trùng chăn nuôi này chúng ta sẽ pha loãng với nước tùy vào tuổi của vật nuôi, chúng ta sẽ pha loãng thường là một nắp 20 25 ml, pha cho từ 4 đến 6 lít nước để cho vật nuôi nó uống. Còn đối với những cái vật nuôi lớn, chúng ta sẽ chọn trực tiếp vào thức ăn để cho vật nuôi ăn. Vật nuôi mà lớn chúng ta có thể chọn từ 1 đến 0,5% cho thức ăn, sau đó chúng ta sẽ cho vật nuôi ăn. Thị trường mà nuôi lươn ở khu miền Tây đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi rất là tốt. Dịch trùng quế khi mà lươn nó ăn, nó sẽ tạo ra một cái màu vàng rất là đẹp, còn tôm nó sẽ kích thích bắt mồi và tăng sức đề kháng, và tôm nó sẽ trắng rắn chắc khỏe và nó không bị ốp khi mà nó bị động, nó nằm một chỗ ha mọi người ha. Ngoài ra thì heo, gà, cá đều sử dụng sản phẩm này được, và hướng dẫn sử dụng chi tiết tôi đưa vào trong nhãn chai này ha. Và hiện tại các sản phẩm này hiện đang được ship code và giao tận nơi cho quý khách hàng, quý bà con trên khắp cả nước, dù chỉ một chai. Và chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn cho mọi người sử dụng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm này. Và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn và những sản phẩm ứng dụng từ trùng quế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chế phẩm dinh dưỡng, các sản phẩm amino cao cấp từ trùng quế. Thì hôm nay xin được phép giới thiệu sản phẩm đầu tiên trong chuỗi series về nông nghiệp tuần hoàn, các sản phẩm ứng dụng, đó là cái GE chuối. Thì cái GE là gì cũng xin được giải thích cho mọi người luôn, nó là cái từ viết tắt của Grabax Enzyme, tức là enzyme chiết xuất từ cái chất nền hữu cơ mà chúng ta ủ bằng vi sinh để cho ra cái dung dịch dinh dưỡng này. Thì khi mà chúng ta sử dụng chất cơ chất là cái chuối chính á, thì chúng ta ủ thì chúng ta sẽ chiết xuất được cái kali hữu cơ từ cái chuối. Thì đây là sản phẩm rất là giàu hữu cơ, kali hữu cơ cho cây ăn trái, giúp cây cứng cáp, ngọt trái tự nhiên. Và tỷ lệ một chai này chúng ta có thể pha được cho khoảng từ 100 đến 200 lít nước tùy cây lớn nhỏ, và đối với tưới gốc thì chúng ta sẽ pha đặt lên gấp 2 lần. Và sản phẩm này là hoàn toàn tự nhiên, lành tính và ứng dụng công nghệ vi sinh để ủ và chiết xuất ra và đóng chai thế này. Thì hiện tại sản phẩm này được chúng tôi cung cấp cho rất là nhiều anh chị em quý khách hàng trên khắp cả nước, đợi có thể là phun xịt cho rau, cây ăn trái, quy mô gia đình hoặc là quy mô trang trại. Thì đối với quy mô gia đình thì chúng ta có thể sử dụng một chai một lít như thế này, còn đối với quy mô trang trại thì chúng ta có thể sử dụng can 30 lít thì sẽ tiết kiệm và tối ưu chi phí hơn.
thì mọi nhu cầu đặt hàng hay là tư vấn kỹ thuật hướng dẫn sử dụng cái dinh dưỡng kali hữu cơ từ chuối hay là ghệ chuối này thì mọi người cứ liên hệ với số điện thoại bên dưới, tôi sẽ tư vấn hướng dẫn để làm sao mà bà con với khách hàng có thể hiểu và ứng dụng thành công cái sản phẩm này. Thì đó là cái niềm hạnh phúc của tôi cũng như là cộng sự trong cái quá trình nghiên cứu sản xuất. Chúng tôi tự tin và hạnh phúc vì chính chúng tôi là người nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất ra những cái sản phẩm cầm nắm trên tay như thế này. Và một lần nữa rất là cảm ơn quý khách hàng, quý bà con đã dành thời gian xem video và hy vọng rằng sản phẩm Kali hữu cơ từ chuối sẽ đến với farm, với vườn của quý khách hàng và bà con để làm sao mà cung cấp cái giải pháp giúp cây trồng của bà con ngày càng xanh, tốt, chắc trái, ngọt trái, tự nhiên, an toàn với sức khỏe và thân thiện với môi trường. Và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo trong lĩnh vực nông nghiệp. Thì hôm nay Vương xin phép được giới thiệu một cái sản phẩm rất là đặc biệt được chiết xuất từ những cái phụ phẩm trong nông nghiệp, cụ thể ở đây đó là cái phụ phẩm nha đam. Thì trên tay tôi đây là một cái chai gợi nha đam cao cấp dinh dưỡng chiết xuất từ cái phụ phẩm nha đam. Cái nha đam này nó có rất là nhiều lợi ích trong cuộc sống hàng ngày, làm thực phẩm, làm thức ăn và làm thuốc cũng có. Thì đối với lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi sẽ tận dụng cái phụ phẩm của nha đam, tức là những cái cành bẹ nha đam mà chúng ta không ăn á, chúng ta có thể sử dụng nó, sử dụng công nghệ sinh học lên men ủ và chiết xuất ra những cái hoạt chất quý từ cây nha đam. Thì trên tay tôi đây là cái sản phẩm ghệ nha đam dinh dưỡng chiết xuất để chúng ta phun xịt cho cây, những cái loại cây như hoa kiển, bonsai, lan. Thì xịt cái cây dinh dưỡng ghệ nha đam này á, nó sẽ giúp cho cây khỏe nè, chống được kháng khuẩn, kháng nấm và xua đuổi được một số côn trùng gây hại. Thì trong tất cả những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng ở đây á, thì chỉ duy nhất có thằng ghệ nha đam này là có hoạt chất đợi có thể là kháng nấm, kháng khuẩn và xua đuổi côn trùng rất là tốt nha mọi người. Ngoài ra thì trong cái dung dịch dinh dưỡng này á, nó cũng có sẵn cái hàm lượng dinh dưỡng đa trung nguyên lượng cũng tương đối. Chúng ta có thể pha để phun xịt cho cây với liều lượng là 1 lít này pha cho 100 đến 200 lít nước. Còn nếu chúng ta tưới gốc á, thì chúng ta sẽ pha đặc hơn, tức là 1 lít này pha cho từ 50 đến 100 lít nước chúng ta tưới gốc. Đối với những cái loại cây ăn trái, cây rau ngắn ngày thì đều sử dụng được hết. Và tất cả những sản phẩm mà chúng tôi sản xuất đều là an toàn, sinh học và rất là thân thiện với môi trường. Thì nếu như quý khách hàng, quý bà con có thắc mắc hoặc là muốn hỏi thêm về sản phẩm này thì xin hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại của chính chủ của tôi. Tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho mọi người trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Và hiện tại sản phẩm này đang được ship code cho tất cả mọi người trên cả nước, quy mô nhỏ và quy mô trang trại. Đối với quy mô nhỏ thì sản phẩm sẽ được ship với dạng chai 1 lít như thế này. Còn đối với những trang trại lớn, chúng ta có thể là sử dụng cái can 30 lít, nó sẽ rẻ hơn, chất lượng không đổi và tối ưu hóa chi phí cho bà con quy mô lớn. Và hy vọng rằng những cái video tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá thêm những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn khác hoàn toàn thân thiện với môi trường, hiệu quả, chất lượng và rất là tối ưu với giá tiền của bà con nông dân và quý khách hàng. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc bà con vụ mùa bội thu. Xin hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Đó là cái vi sinh vật bản địa ứng dụng dặn nước chai 1 lít như thế này. Thì đây là sản phẩm vừa rồi được rất là nhiều bà con nông dân ở trong nội thành ở Phan Rang cũng như là những khu vực tỉnh thành lân cận mua về để sử dụng. Thứ nhất đó là ủ phân bò, phân gà, phân heo để làm phân hữu cơ vi sinh. Thứ hai đó là xử lý mùi chuồng trại hoặc là làm đệm lót sinh học để phun xịt để cho chúng ta có một cái môi trường chăn nuôi xanh sạch và an toàn, kháng lại một số khuẩn gây hại. Thứ ba đó là cái sản phẩm này một số anh chị làm nông nghiệp, một số trang trại lớn họ mua về để có thể là ủ phân cá, phân đậu nành, phân bánh dầu. Thậm chí một số anh chị em nuôi trùng quế họ sử dụng cái dung dịch vi sinh ứng dụng này để pha với phân bò, phân heo để khử mùi, giảm độ mặn và tăng cái hoạt tính vi sinh có lợi để giúp cho côn trùng này ăn phân heo mạnh và nhanh hơn. Đấy. Và đặc biệt là cái loại vi sinh ứng dụng này nó rất là an toàn, nồng độ vi khuẩn, nấm và những cái chủng vi sinh hữu ích nó rất là cao. Từ 10 mũ 5 đến 10 mũ 6 CFU trên ml thì chúng tôi đã đi test và kiểm chứng và có những cái tiêu chuẩn cơ sở để đưa vào đây. Và hy vọng rằng những cái sản phẩm này sẽ giúp cho bà con có thể tiết kiệm được chi phí và ứng dụng thành công trong cái mô hình nông nghiệp của mình. Và mọi nhu cầu ở sử dụng hoặc là tư vấn để làm sao sử dụng hiệu quả cái sản phẩm vi sinh này để ủ phân, nuôi trùng quế, ủ phân cá, phân bánh dầu, khử mùi, ứng dụng trong chăn nuôi, làm đệm lót sinh học, vân vân. Thì xin hãy liên hệ với số của tôi ở dưới video. Tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn thêm cho mọi người. Và sản phẩm hiện tại vẫn đang được ship code rộng rãi trên khắp cả nước, gửi tận địa chỉ cho bà con. Dù chỉ một chai. Còn đối với những cái trang trại heo, gà hay là những cái trang trại trồng trọt lớn mà quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn thì chúng tôi sẽ đóng can 30 lít và gửi để làm sao mà chúng ta tối ưu được chi phí, tiết kiệm chi phí, giá thành rẻ và
giúp cho vụ mùa nó bội thu hơn. Và một lần nữa rất là cảm ơn quý khách hàng, với bà con đã dành thời gian xem ba video, và mọi nhu cầu tư vấn hoặc là đặt hàng thì xin hãy liên hệ chính tôi và đội ngũ cộng sự sẽ tiến hành lên đơn và ship code cho quý khách. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Cao cấp nhất của ngành trùng quế mà Vương đã theo đuổi trong suốt thời gian gần 10 năm qua, tự tay nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và cung cấp cho bà con và quý khách hàng trên khắp cả nước trong suốt thời gian qua, và hiện tại sản phẩm này cũng đang bán rất là chạy. Đó là sản phẩm dịch trùng quế, dung dịch amino giàu dinh dưỡng chiết xuất từ trùng quế thủy phân nguyên chất. Thì sản phẩm này chuyên dành cho trồng trọt để phun xịt cho tất cả các loại cây, từ rơm lá ngắn ngày đến những cây nông nghiệp lâu năm hay là những cái loại cây ăn trái. Và hiện tại sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên và miền Tây cũng như là lúa ở khu vực miền Tây cũng đang sử dụng sản phẩm này của chúng tôi rất là hiệu quả. Đây là sản phẩm được thủy phân từ trùng quế, nó rất là giàu axit amin, đa chung vi lượng, dinh dưỡng dễ tiêu, giúp cây trồng hấp thụ qua hệ thống lá khi mà chúng ta phun xịt cho cây. Và khi mà chúng ta tưới gốc thì hệ thống rễ của cây sẽ hút dinh dưỡng ngay và liền, bởi vì cái dinh dưỡng trong cái dung dịch trùng quế này là dinh dưỡng dễ tiêu, cây nó hấp thụ liền. Và dinh dưỡng này rất là đậm đặc, 1 lít này chúng ta có thể pha cho 600 lít nước đối với việc phun xịt, và nếu mà tưới gốc thì chúng ta có thể pha cho 300 400 lít nước hoặc 200 lít nước đối với những loại cây công nghiệp lâu năm. Và một cái đặc sắc nữa đó là ngoài dinh dưỡng, hàm lượng vi sinh có lợi, thì cái dịch trùng quế này nó có một cái mùi đặc trưng. Khi mà chúng ta phun xịt cho cây thì nó sẽ là một cái lớp màng bao bọc cái cây của chúng ta, và nó sẽ tạo ra một cái mùi đặc trưng xua đuổi côn trùng và sâu bướm gây hại, nó sẽ không có bâu vào, nó để trứng và nó chích trứng vào để nó gây hại cho cái khu vực của chúng ta. Và cái mùi này là mùi đặc trưng của dịch trùng và hoàn toàn không gây hại nha mọi người. Đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang theo đuổi, và hy vọng rằng trong 2024 này chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và cung cấp những sản phẩm với chất lượng tốt nhất và giá thành tốt nhất, để làm sao cho tất cả mọi người, từ những anh chị em làm nông nghiệp quy mô vừa và nhỏ đến những nông trại, nông trường lớn có thể sử dụng sản phẩm này. Và hiện tại sản phẩm này chúng tôi đang ship code trên toàn quốc dù chỉ một chai. Và đối với những trang trại lớn, chúng ta có thể sử dụng những cái can 30 lít để tiết kiệm chi phí và chất lượng vẫn không đổi nha mọi người. Và trong quá trình sử dụng sản phẩm, chúng tôi, bản thân tôi sẽ là người tư vấn và hướng dẫn trực tiếp cho mọi người sử dụng nếu bà con và quý khách hàng có nhu cầu. Và mọi thông tin đặt hàng hoặc tư vấn kỹ thuật thì mọi người cứ liên hệ với số tôi để dưới video này. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem ba video này, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng và những cái sản phẩm từ trùng quế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người. Và hôm nay Vương cũng xin phép được làm một cái video ngắn giới thiệu một trong những cái sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng mà Vương đã và đang làm để phục vụ cho bà con nông dân, quý khách hàng làm nông nghiệp trên khắp cả nước. Thì sản phẩm ngày hôm nay Vương xin phép giới thiệu đó là cái sản phẩm cám men vi sinh ứng dụng. Đây là một loại men được chiết xuất từ những cái chủng vi khuẩn Bacillus, Saccharomyces hoặc là Lactobacillus, số chủng nấm men rất là tốt để ứng dụng trong cái môi trường trồng trọt và chăn nuôi của chúng ta. Thì trên tay Vương đây là một cái gói cám men 1 kg, giá thành rất là tốt luôn, và chúng ta có thể sử dụng nó, thứ nhất để khử mùi hôi chuồng trại, thứ hai để xử lý mùi của phân heo phân bò trộn với phân heo phân bò để cho trùng quế ăn, thứ ba đó là sử dụng nó để ủ phân bò phân heo rác thải hữu cơ, hoặc là sử dụng nó để làm thức ăn cho cá tôm gà lươn cũng rất là tốt nha mọi người. Đây là cám men rất là an toàn và lành tính. Thì sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp và ship code tận nhà cho tất cả mọi người, quý khách hàng trên khắp cả nước, dù chỉ một gói. Và trong quá trình sử dụng, quý khách hàng có thể gọi điện tư vấn và chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng làm sao sử dụng hiệu quả nhất cái sản phẩm này, để làm sao cái mục đích, cái giải pháp mà quý khách hàng với bà con cần sẽ được đáp ứng một cách trọn vẹn. Và một lần nữa rất là cảm ơn quý khách hàng, quý bà con rất là nhiều về khi mà đã dành thời gian xem qua video này. Và mọi thông tin, nhu cầu đặt hàng hoặc là tư vấn thêm thì Vương sẵn sàng chia sẻ thông qua số điện thoại bên dưới. Chúng ta sẽ kết bạn Zalo và Vương sẽ cung cấp một số thông tin về thành phần vi sinh, mật độ vi sinh cũng như là hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh cũng như là quy trình cụ thể để làm sao cho mọi người có thể áp dụng thành công nhất tại nhà và tại cái khu vườn của mình. Rất là cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và những sản phẩm từ trùng quế trong nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế, kênh chuyên nói về những cái video hướng dẫn làm nông nghiệp bền vững, tuần hoàn, ứng dụng dựa trên nền tảng của con trùng quế. Thì hồi ngày hôm nay Vương xin phép được giới thiệu một trong những sản phẩm rất là đặc sắc, một sự hoàn hảo kết hợp giữa nha đam và chuối. Sản phẩm này Vương gọi nó là sản phẩm dinh dưỡng sinh học Alobana Mix
Alo, đây là aloe vera. Banana là viết tắt của từ banana, tức là chuối và nhã đam. Khi mà chúng ta mix hai loại nhã đam và chuối lại với nhau và cùng ủ, và sau đó là phối trộn một số công thức vi lượng canxi bo, thì sản phẩm này là sản phẩm chuyên dụng dành cho cây ăn trái trong giai đoạn mà xịt để tạo bông, chống rụng bông và tạo độ ngọt cho cây một cách tự nhiên. Và sản phẩm này cũng đang hiện tại đang ship code trên toàn quốc. Khi mà chúng ta muốn cho cây vườn của chúng ta vừa trị được nấm khủng gây hại mà vừa tạo được độ ngọt tự nhiên cho cây, giúp cây cứng cáp, đối với những cái dòng hoa thì nó sẽ màu hoa sẽ đẹp và đậm đà hơn, còn đối với những cái rầu rong lá thì nó sẽ đậm đà mùi vị và ăn sẽ ngon hơn. Còn đối với những cái loại cây ăn trái thì nó sẽ giúp cây khỏe bộ rễ khi mà chúng ta tưới gốc, và khi mà chúng ta phun xịt thì nó sẽ giúp kháng nấm, kháng khuẩn và tăng cường độ ngọt tự nhiên thông qua việc phun xịt cho cái hệ lá của cái cây. Còn nếu tưới gốc thì chúng ta sẽ pha với tỷ lệ đặc hơn. Ví dụ như một chai aloe banamix này chúng ta có thể pha cho từ 100 đến 200 lít nước từ tuổi cây nhỏ hay lớn để phun xịt. Còn nếu chúng ta tưới gốc thì có thể pha từ 50 đến 100 lít nước để chúng ta tưới xung quanh ướt đẫm cho gốc, và dinh dưỡng trong cái dung dịch aloe banamix này hoàn toàn lành tính và nó rất là dễ tiêu. Tức là khi mà phun xịt cho cây hoặc là tưới gốc cho cây thì cây sẽ được hấp thụ ngay chứ không phải mất thời gian phân giải. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sản phẩm này hiện tại cũng đang được ship code toàn quốc dù chỉ một chai. Đối với những cái hộ gia đình quy mô nhỏ thì chúng ta có thể mua một chai để sử dụng. Còn đối với những cái trang trại lớn thì chúng ta có thể mua những cái can 30 lít với giá rẻ hơn nhưng chất lượng không đổi. Và mọi nhu cầu tư vấn hay là đặt hàng thì xin hãy liên hệ với số điện thoại tôi để dưới video này. Một lần nữa rất là cảm ơn và trân trọng gặp lại quý khách và quý bà con trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Vương Trùng Quế. Thì hôm nay Vương xin phép được giới thiệu cái bộ sách thì cũng đã giới thiệu nhiều lần rồi, tuy nhiên cũng có một số cô chú bác anh chị em mới chưa có nắm thông tin cũng như là chưa có biết về bộ sách này, thì hôm nay Vương xin phép được giới thiệu lại. Đó là cái bộ sách Cẩm nang kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch, cũng như là cái quyển sách kỹ thuật chuyên sâu để hướng dẫn sử dụng phân heo tươi ủ bằng men vi sinh do chính Vương cung cấp để nuôi trùng quế thành công. Thì cái bộ sách này hiện tại đang là gồm đầy đủ là gồm có 2 quyển như Vương đang cầm trên tay và vẫn đang được ship code trên toàn quốc. Giá trị của một bộ là 200.000 một bộ và được miễn phí ship. Thì bộ sách này là tất cả những cái thông tin nói về cái kỹ thuật nuôi trùng quế, ứng dụng trùng quế trong trồng trọt, với liều lượng phân bón như thế nào, phun xịt cho trùng quế ra sao cho hiệu quả, và ứng dụng trùng quế trong chăn nuôi, tỷ lệ pha trộn và cho vật nuôi ăn trùng sống cũng như là dịch trùng chăn nuôi như thế nào là hiệu quả nhất, thì tất tần tật đều có hết trong bộ sách này. Còn riêng cái quyển sách này là hướng dẫn xử lý phân heo bằng cái bộ men do Vương tự nghiên cứu và sản xuất để làm sao cho hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất, đặc biệt là những trại heo lớn quy mô công nghiệp hàng chục ngàn con heo. Chúng ta có thể thay thế hệ thống biogas bằng việc đó là xây dựng một cái trang trại nuôi trùng quế ngay cạnh tại cái trại heo lớn đó để đảm bảo an toàn sinh học. Phân heo đưa ra chúng ta đưa vào hệ thống xử lý men và hút bơm xịt cho trùng ăn, thì chúng ta sẽ có sản phẩm mới. Phân heo đầu vào thì sản phẩm đầu ra sẽ là phân trùng quế và trùng thịt để cung cấp ngược trở lại cho trồng trọt và chăn nuôi tại chính trang trại của mình. Thì mọi nhu cầu tư vấn, cho dù quý khách hàng, quý bà con có đặt hàng hay không, thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn cho mọi người để làm nông nghiệp ứng dụng trùng quế thành công qua số Zalo tôi để phía dưới video này. Và một lần nữa rất là cảm ơn và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và tạo ra cộng đồng những người yêu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững nói chung và dựa trên nền tảng của con trùng quế nói riêng, để làm sao cho ra những cái sản phẩm nông sản xanh, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường. Một lần nữa rất cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Mọi nhu cầu xin hãy liên hệ với số bên dưới. Cảm ơn.